loạn đả do đòi nợ, một người bị sát hại. Quá trình đòi nợ xảy ra mâu thuẫn, lập tức đối tượng gọi điện thoại kéo khoảng 10 người khác mang theo hung khí đến. Cuộc loạn đả diễn ra đã làm một người tử vong. Chiều ngày 28 tháng 4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tạm giam Nguyễn Viết Tính, sinh năm 1992, Nguyễn Viết Tiến, sinh năm 1993, cùng chú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và Nguyễn Đức Trọng, sinh năm 2000, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về tội giết người, bị can Phạm Văn Đoàn, sinh năm 1996, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về tội gây rối trật tự công cộng. Qua tài liệu của cơ quan công an, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, anh Phạm Văn Đoàn, sinh năm 1996, quê Nam Định, hiện đang tạm trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đang cùng mấy người bạn ăn cơm tại nhà thì Nguyễn Đức Tấn, sinh năm 1995, quê Nam Định và một đối tượng xuất hiện, đòi anh Đoàn trả 10 triệu đồng là khoản vay của một người tên Vinh. Quá trình đòi nợ đã xảy ra mâu thuẫn, lập tức Tấn gọi điện thoại kéo khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí đến. Cuộc loạn đả diễn ra, hậu quả khiến anh DVT, sinh năm 1993, quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định, là bạn của chủ nhà Phạm Văn Đoàn bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện. Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội xác định các đối tượng trên liên quan đến vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời xác định bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân T là Nguyễn Viết Tính. Hiện đối tượng Nguyễn Đức Tấn và các đối tượng liên quan đang bỏ trốn. Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.